Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong bên này. Tưởng là bán thì tưởng là sau hội thi bán được mua quả này. Có bán quả này nhưng mà quả thật là hôm nay có cơ hội để quảng cáo, nhưng mà nếu mà ăn thì phải chiều mai. À, không sao hội. Bắt đầu, ăn chiều mai chiều được. Tí nữa hỏi mua. Sao? Đây đây cây đây này. Đây 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 đây. Đây. Cái quả này này. Nó ở đâu đấy? Quả đây ăn thì phải mấy gia đình. Ngon là ngon tuyệt vời đấy, múi phải to lắm. Yeah.